chào gia đình buổi sáng. Buổi sáng rồi. Tối qua gia đình mình ngủ ngon không anh chị ơi? Rồi bây giờ thì xe sẽ xuất phát đi tham quan những điểm còn lại ở Phú Quốc anh chị ha. Sáng nay thì gia đình mình sẽ đi tham quan Dinh Bà và Dinh Cậu. Dinh Bà đó anh chị là thờ Thủy Long Thánh Mẫu. Còn Dinh Cậu là thờ Cậu Tài và Cậu Quý. Cậu Tài và Cậu Quý là con của Thủy Long Thánh Mẫu, là những vị mà cai quản cái vùng biển đảo đó chị, và phù hộ cho những người dân mà người ta đi biển đó. Thì ở Phú Quốc á, thì người dân người ta làm cái nghề mà ngư phủ á chị, làm nghề biển đó. Thì trước khi mà ra khơi đánh cá thì người ta thì thường đem hoa quả cũng như là đem hương, người ta tới khu vực Dinh Bà, người ta dâng hương dâng trái cây và cầu chúc cho cái chuyến đi biển của họ đó chị được bình an và thu hoạch được nhiều tôm cá. Và khi mà trở về rồi đó anh chị, thì họ vẫn đem trái cây đem hương tới để mà là cúng rồi cảm tạ anh chị. Thì những người dân mà người ta đi biển anh chị, người ta tin vào đến thiên nhiên dữ lắm anh chị. Thì ra ngoài khơi anh chị, ra ngoài khơi xa đó, thì đánh bắt xa bờ đó là tầm khoảng 1 tháng 2 tháng mới về đó, là những cái chiếc tàu đó đi gần như là không nhìn thấy cả đất liền luôn. Người ta chỉ nghĩ đến một cái đấng thiêng liêng để mà phù hộ cho họ vượt qua khỏi văn hóa đó vẫn còn giữ được cho tới ngày anh chị. Gia đình nhìn đẹp ha. Bây giờ mình đắp bạc sĩ dẫn nữa. Con cá nè, hình con cá nè. À, mình cũng không nhận ra nữa. Con gái nói nó là con cá nha, hình con cá hai cái miệng đây, hay quá. Dinh Bà Thủy Long Thánh Mẫu A Di Đà Phật. The fruit. Hả? Cái gì? Cái ngọt thì có chơm nó different. Mua A Di Đà Phật. Qua mình tham quan Dinh Cậu anh chị ha. Cái này chỉ tới du lịch thôi ha. Rồi, có chú anh chị ơi, cái này mình đã đến khu vực Dinh Cậu rồi anh chị ha. Cái miếu này, khu vực này là thổ thần miếu anh chị. Vị thần mà cai quản vùng đất của khu vực Dinh Cậu. Còn khu vực thánh địa của Dinh Cậu đó thì nằm ở trên anh chị ha. À, mình di chuyển lên trên. À, phải từng một miếng ở dưới lấy lên vậy hả chị? À, đây là công đức vô lượng. Chúc chị sức khỏe ha. Đi thảy đi con. Về chuyển ô lan ha. Biển ở đây xanh quá ha. Màu lục luôn ha, màu lục nước biển. Cái này là hòn non bộ hả anh? Tưởng hòn non bộ.
giống mấy hình Ấn Độ. À à. Người người đục đẹp lắm. Dạ. Yeah. À. Đặt cái cục nào. Rồi đã chưa kìa. Dưa. Ngon không? Có con nào kìa. Ồ, đẹp quá. Ganh tị rồi nha, ganh tị. Nói chứ rất là ngưỡng mộ anh chị và xuống một chút nữa. Điều hữu in love. Trời ơi, đi đâu vậy? Get, 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 get